Đúng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ. Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới cơ đảo sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, Cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Quy trình bầu Chủ tịch nước thực hiện theo trình tự các bước đã được quy định. Các đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước. Dự thảo nghị quyết nêu rõ, căn cứ hiến pháp, các quy định của pháp luật, nội quy kỳ họp Quốc hội, tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, biên bản kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15 giữ chức Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sáng 22 tháng 5, sau lễ tuyên thệ diễn ra trọng thể tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, tân Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhận chức với nhiều thông điệp và những cam kết đáng chú ý. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết giữ vững môi trường hòa bình, ổn định xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa, mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng, nhà nước đã tin cậy, giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn, tân chủ tịch nước nhấn mạnh. Chủ tịch nước bày tỏ mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của các bậc tiền bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bến của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự trung sức, đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị chủ tịch nước mặt khác cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh chủ tịch nước chia sẻ nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng nhà nước nhân dân tân chủ tịch nước tô lâm xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước đã được hiến định ông cũng sẽ tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại quốc phòng an ninh của đất nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy nhất tinh thần tự chủ tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc đồng thời nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, hạnh phúc, ấm no của nhân dân là trước hết. Chủ tịch nước Tô Lâm hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Cùng với đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước. Đồng thời, ông Tô Lâm cũng hứa chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh một nhiệm vụ nữa được chủ tịch nước cam kết thực hiện là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa mặt khác là thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự kỷ cương Tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước nhất là các nước láng giềng các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định xử lý hiệu quả từ sớm từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tiếp tục tích lũy thế và lực Củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Ngoài ra, tân chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Tôi xin hứa, đoàn kết thống nhất trong tập thể ban chấp hành trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch nước cam kết. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hứa tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn Đảng toàn dân, toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam, tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tân Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh Trường tồn vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Ông mong nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách được giao